Chị ơi, chị tính làm gì em vậy? Chị nói khách là sao chị? Chút em sẽ biết thôi. Đại ca, đây là hàng của anh. Hàng nguyên thùng chưa bốc tem luôn. Đúng là hàng ngon thiệt. Phải ngon thôi. Chị Diễm, chuyện này là chuyện gì vậy chị? Giới thiệu với cưng, đây là khách sạn của chị nha. Nhưng mà không phải mua quần áo, mua cái khác kìa. Anh đợi cái vụ này từ tối qua tới giờ anh ngủ không được luôn á. Em dễ thương quá. Ông buông ra đi, ông làm cái gì vậy? Chị Diễm, cứu em đi chị Diễm. Cứu em đi. Bà bán em cho anh rồi, cứu gì mà cứu. Chị Diễm. Chị. Số tiền em nợ chị, chị phải tìm cách lấy lại chứ cưng. Đi em. Chị Diễm. Đi, mắc cỡ gì nữa. Chị Diễm. Tôi bỏ tiền ra mua để cho mấy ông nhìn hả? Đi ra đi. Thì cứ vui đi. Cầu chút, ra đi, ra đi. Đóng cửa lại. Em đứng canh cho. Rồi. Sau khi tụi bay đóng cửa lại. Vui vẻ nha anh Phai. Chị Diễm, cứu em. Chú ơi, con lại chú. Con lại chú. Đúng là con gái. Gái con tơ, thật thơm thiệt đó. Chị, lát xong rồi chị cho em hưởng lộc nghe. Dẹp, anh có làm gì đừng đâu. Có nói là tụi bay muốn. Anh yêu thôi em mà, tụi em chỉ hưởng nước hai thôi mà. Xả xui cái, dạo này xui quá chị. Đúng rồi hả chị. Dù sao á, tụi em cũng phát hiện ra bí này, cho em chơi vớt của chót đi. Cái con Loan á, mà con quỷ trốn đi rồi á. So với con bé này, thua con bé này xa luôn. Xa luôn. Tụi em đã mang gì cho chị cái mỏ vàng mà. Chính số 4. Em đẹp quá à. Lộn, 4 số 9. Trời ơi, là nói với anh. Trời ơi, em đẹp quá. Bà Ninh Thình là bà đồng ý rồi. Oh yeah, chú ơi, chú. Con lại chú. Con lại chú. Chứ đừng có làm gì con rồi chú. Con lại chú mà. Dễ thương quá. Làm ơn buông tôi ra. Anh phải đẹp quá. Cái thằng Mọc này nó bị biến thái rồi. Nó bị bạo dâm hay sao? Nhỏ chịu không nổi, nhỏ lại dữ quá không biết. Thôi bà chị nói quá đi. Nè, tí nữa vụ đó tôi làm trước. Không dám đâu. Hồi nãy tao xin bà Diễm chứ bộ mày xin hả? Tao xin cho đã, mày làm trước. Chắc mày ông nội tao quá. Anh nhờ em mút đi. Bây giờ anh em đúng không? Quẳng tôi tì. Thằng nào thắng làm trước. Ok. Mày tính toán với anh em phải không? Tao cũng không ép mày làm gì. Quẳng tôi tì thì quẳng tôi tì. Trời. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Quỷ gái. Cắn nào hả? Cắn nào hả? Mới cắn nào hả? Cắn nào mày. Trời ơi, cái gì vậy? Cầm cái tính coi cái gì vậy? Ghê quá. Cái gì vậy? Lên. Ui. Chà, mày cắn tao con quỷ. Con quỷ kia. Chà, mày cắn tao. Ông sao vậy? Nó cắn tôi. Trời. Mày hả mày? Mày, mày đổ tay mày. Trời. Dám cắn tôi hả? Quỷ kia. Mày hả mày? Mày cắn tao. Con quỷ kia sao mày cắn tao? Có chuyện rồi. Nó cắn đứt lỗ tai người ta rồi. Tao mua mày mà. Mày chạy hả mày? Sao mày cắn tao? Mẹ mày. Đi mày. Dám cắn tay ta. Mày muốn ăn cháo không? Hả? Cái gì? Nó cắn đứt lỗ tai khách rồi nè. Nó cắn đứt tay tôi nè. Cô tính sao đây? Qua nói chuyện gì Diễm ơi. Cô làm ăn vậy? Bố mày dám đến nữa. Diễm, tha cho em đi. À, trời. Cẩn thận đó má. Từ từ thôi má. Má để con. Ủa, tía bay đi đâu rồi? Dạ, tía lên thị xã mua thuốc cho má từ hồi sớm mà. Trời, bữa nay ổng siêng dữ ha. Dạ, tại vì lát nữa con có công chuyện phải đi. Chắc một hai bữa nữa con mới về.
Mày đi đâu? Dạ, con với anh Ba Hiếu lên Sài Gòn. Có công chuyện, rồi sẵn tiện ghé thăm ba Ngọc luôn. Cũng phải, mấy bữa nay không có nghe tin tức gì của nó hết trơn. Đâu, bay gọi điện thoại cho nó, để má nói chuyện với nó coi. Ba Ngọc ở đâu có số điện thoại đâu má. Má không nhớ mấy bữa nay toàn là gọi qua nhờ số điện thoại của Diễm không hả? Vậy thì bé kêu con Diễm á, đưa cho má nói chuyện với con Ngọc, có gì đâu khó nè. Dạ thôi, để khi nào con lên trển gặp nó rồi con gọi điện thoại cho má nói chuyện nha. Chứ mình cứ kêu hoài cũng kỳ lắm á. Thôi vậy. Con Diễm nó cũng giúp đỡ nhà mình nhiều rồi, mà mình làm phiền nó cũng kỳ. Dạ. Dạ. Anh. Thưa má, con mới qua. Chắc bữa nay cái chân của má khỏe rồi ha. Chà, bữa nay kêu tao bằng má rồi ha. Dạ thôi, để con kêu tía má luôn cho tiện. Tao á thì không sao, nhưng mà không biết ổng có chịu hôn nữa. Tính của ổng thì gàn lắm. Thôi mình đi nha anh, trễ rồi. Đi em. Dạ thưa má con đi. Ừ, đi đi. Dạ thưa má con đi. Rồi sẵn tiện hỏi thăm tin tức của ông Tư Nghĩa luôn nghe không? Dạ. Dạ, con biết rồi. Đi má. Em. Mày lấy vợ mày hả? Không nghe mày hả? Giỡn mặt hả mày hả? Cho mày chết. Mẹ mày khóc hả? Giỡn sao? Mày đi khách không? Đi không? Tao hỏi lần nữa mày đi khách không? Mày lì đập chết mẹ nó đi. Dừng lại đi. Con này là gà của mày đúng không? Thì sao? Ai cho phép anh can thiệp vào chuyện của tôi? Tụi bay, đánh nó tiếp cho tao. Mày lấy mày. Mày hả mày? Ngu. Dạ đại ca. Mày nhìn cái mặt nó đi. Mày đánh nó bầm dập như vậy còn làm ăn gì được nữa hả? Đồ ngu. Hay là mày muốn đánh cho nó nhập viện luôn mày mới chịu hả? Ê, anh tính dở trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Nó là đứa con gái chưng yếu tay mềm, mà để hai thằng tướng như con trâu như vậy đánh nó hả? Lỡ nó dập môi gãy cổ rồi sao? Còn sơ muối gì được sau này nữa không? Mày muốn dặn mặt nó phải có mức độ thôi chứ. Im đi. Anh không cần phải dạy đời tôi. Anh nhớ lại anh đã từng đánh con Hằng như thế nào không? Con Hằng khác, nó khác. Con Hằng là gái chuyên nghiệp, bầm dập cũng không có sao. Còn con bé này, có đáng để mày đánh như vậy không? Ê tụi bay, có đại ca tụi bay kìa. Tự nhiên hôm nay nhân từ đột xuất hả? Lạ thiệt đó. Lạ thiệt. Ừ, thiệt lạ. Lạ hả? Mẹ mày. Đại ca, tụi mày tát nước theo mưa hả? Dạ không có. Ok, tôi muốn tốt cho cô, mà cô muốn làm theo ý của mình, vậy thì đánh đi, đánh chết đi. Mày, do mày mà đại ca chửi tao nha mày. Được rồi. Tao cho mày một cơ hội cuối nha. Nếu như mày không chịu bắn trình để trả nợ thì tao sẽ cho hai thằng này quần mày cho đến chết. Ngược lại, nếu như mày ngoan ngoãn trả hiếu cho tía má mày thì xong việc. Tao sẽ thả mày ra. Tao chỉ cần lấy lại tiền mà tao cho chị hai mày mượn thôi. À không, đương nhiên là phải có thêm một chút xíu tiền lãi nữa. Nè, em đó, anh đã há miệng ra anh chờ đớp mồi rồi, vậy mà em nỡ chực miếng ăn của anh. Thôi đi, lẹ lên ra ngoài, nói nhiều quá.
ma nữa. Mẹ mày. Hai bà về nha, bye bye. Học về rồi đó hả? Thưa má, con mới học về. Ừ. Ủa, sao má ngồi ở đây được vậy? Chị Hai bay dìu ta ra đây đó. Chị Hai đâu rồi má? Nói với lại thằng Hiếu đó, nói là đi lên Sài Gòn ít bữa, rồi sẵn tiện lên trên đó thăm ba Ngọc luôn. Chị đi rồi hả má? Ừ. Ổn quá à. Biết vậy con về sớm chút nữa, đi ké lên Sài Gòn chơi rồi. Con chưa lên Sài Gòn bao giờ hết á. Ổn quá à. Lo học đi, biết cái gì mà đòi đi. Ủa, hai ông bả chiều về hả má? Có thể là tụi nó đi một hai bữa mới về. Vậy tối rồi hai người đó ngủ sao hả má? Ha. Hồi nãy tôi quên hỏi cái vụ đó. Thôi, trước sau á họ cũng thành vợ chồng rồi, có làm sao đâu má. Con này, nói gì vậy? Con gái của tao á thì phải đoan trang nề nếp nghe không? Mày á phải lo giữ cái thân của mày đi. Có chuyện gì á biết tay tao á. Má, con có nói gì đâu. Thôi con đi vô nha. Mày không muốn chạy theo. Không biết nó chạy hướng nào nữa. Hương này, sao mày biết? Hôm đó cái tốc độ như mày, mày biết tao mệt lắm rồi không? Mày thấy đầu của mày á, đầu của mày nữa, đồ ngu. Thấy cái gì không? Không. Nói lúc này nè. Không có thì thôi, mày đi qua ngã này, mày ngã kia. Dạ.
em an toàn rồi. Chị báo công an bắt Thi Diễm rồi. Em không sao đâu. Chị xin lỗi, là lỗi của chị. Chị xin lỗi. Kìa anh, bên kia kìa. Xin lỗi. Dạ dạ, cho qua. Cảm ơn ạ. Xin lỗi. Đúng địa chỉ này rồi mà. Ủa sao tên không giống vậy? Vô coi làm sao. Chị. Dạ anh chị cần gì chị làm ơn cho gặp chị Diễm chút à. Diễm nào? Là chủ shop mình đó chị. Chắc chị nhầm rồi đó. Chủ shop này là ông Lộc Bóng mà. Ủa chị coi giùm em đi, có phải là địa chỉ shop mình không? Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì chủ là chị Diễm chứ. Dạ. À chị Diễm này là chủ cũ, sang shop 3 năm nay rồi. Ủa vậy, vậy là nó lấy cái địa chỉ cũ đưa em hả? Chị biết chị Diễm giờ ở đâu không chị? Dạ em không biết. Chị cho em gặp anh chủ đi, biết đâu anh biết rồi sao. Bà Diễm đó lúc sang tiệm cầm cục tiền trốn luôn, xù mấy tháng tiền nhà. Có trời mới biết bà ở đâu. Cảm ơn hai chị nha. Dạ không có dạ. Đi em. Là mình bị con Diễm nó lừa thiệt rồi. Trời đất ơi, bà Ngọc em của tôi. Thôi mẹ. Tất cả là lỗi do em hết. Em bình tĩnh. Bây giờ còn cách nào để tìm con Diễm nữa không? Còn cách này nè. Qua nhà tí má nó liền đi. Đi anh. Đi cho có sức. Chủ ơi, chú tha cho con đi. Con còn tía má con ở dưới quê nữa. Chú tha cho con đi chú. Chị chú.
Chú tha cho con đi chú. Tội nghiệp cho em quá. Nghe anh nói nè, một khi mà em đã vô đây rồi á thì không có con đường nào để thoát đâu. Nghe lời anh đi cưng. Anh hứa anh sẽ đào tạo cho em trở thành một con gà để trứng vàng. Mấy người là thú hay là người vậy? Tại sao? Sao có thể đối xử với tôi như vậy? Em hỏi là thú hay là người hả? Đôi khi anh cũng tự hỏi anh như vậy đó. Ăn cơm đi. Nghèo nó khổ vậy đó. Có con phát hiện mà để cho thằng khác nó hưởng. Chị hai ơi, má ơi, mẹ ơi. Làm gì có cái vụ trả tiền lại? Anh sẽ có một miếng tai à? Vậy thì đẹp lạ chứ có làm sao đâu. Thôi được rồi, nếu như không muốn chơi kiểu bạo lực thì để tôi đánh thuốc mê nó rồi cho anh khui thùng, được chưa? Mệt dữ, thứ gì đâu. Chị, nó tỉnh rồi. Mày thấy nó làm sao? Như thế ma vậy. Thôi được rồi, để tao vô tao dỗ ngọt nó. Ba Ngọc ơi, chị suy nghĩ kỹ lại rồi em. Ba Ngọc. À, tụi bay đâu, mau lên. Mau lên. Chị. Trời ơi, gỡ nó xuống, gỡ nó xuống. Trời ơi, tụi tử nữa. Trời ơi, chết bây giờ đây nè. Tè lên. Ôi, nó nặng như cục heo. Từ chị. Ủa, nó chết bây giờ, yêu. Nó ra xe mau lên. Rồi, em kêu taxi liền. Ui, tè lên. Nhanh lên. Ui, tè. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi. À, nhà này có phải là nhà ông Hai Hòa không cô? À, cô kiếm ông Hai Hòa hả? Dạ. Hai ông bà ấy đã dọn nhà đi cách đây hai bữa rồi. Cái gì? Dọn nhà? Cô nói dọn nhà là sao? Họ không ở nữa thì trả nhà lại chứ sao. Mà cũng ngộ thiệt, không hiểu thì sao, đùng cái hai vợ chồng dọn nhà đi hết à. Trong khi đó tiền nhà đã trả trước mấy tháng rồi. Cô có biết họ dọn đi đâu không? Tôi có hỏi nhưng mà họ không có nói. À, cô ơi, bữa đó cô có thấy con gái của họ tới đây không cô? Ủa, họ có con gái hả? Tôi đâu có biết gì đâu. Cô có số điện thoại của chú Hai không? À có,
để đưa dạ, lên lấy dạ. Nha. À mà cô chú là gì của ông bà? Dạ người quen. Em ngồi đi. Không có sao đâu. Em đừng có lo mà. À xuống nè chú. Dạ. Dạ. Anh đưa em. Sao cô? Sao? Cô có gọi được không? Hai Hiền. Hai Hiền. Cô sao vậy? Cô có sao không cô? Hai Hiền. Trời ơi, cô bị sao vậy? Thôi chị về đi. Mọi việc để em lo cho. Về cái gì mà về? Tao phải ở đây. Lỡ có chuyện gì thì xử lý kịp. Sao rồi? Nó còn sống không? Hừ, anh cũng quan tâm tới nó nữa hả? Không quan tâm làm sao được. Nếu mà nó có chết thì hậu quả như thế nào mày có biết không? Nó chết hả? Nó chết thì bất quá bỏ ra ít tiền chạy án thôi, có gì đâu. Mày tưởng dễ quá ha? Không phải có tiền là chạy được đâu. Chạy mà không đúng chỗ là chết chơi chơi đó. Thôi anh đừng có làm tôi rối thêm. Đang rối quá trời nè. Không biết nó sống chết ra làm sao. Tôi phải mất thời gian đứng đây nè. Dạ chào bác sĩ. Làm điếu. Ở đây cấm hút thuốc. Anh cất vô đi. Dạ dạ dạ. Em biết bác sĩ. Bác sĩ ơi, nó chết rồi hả? Cậu nói gì tôi nghe chưa rõ. Ý em nói là em tôi nó thất tình nên nó dại dột quá. Không biết nó làm sao đâu bác sĩ. Tôi rất là bất ngờ. Nạn nhân không có vấn đề gì. Chắc là cô ta chưa kịp thực hiện ý đồ phải không? Không, tất cả là nhờ em hết đó đó bác sĩ. Mới vừa bị ha, em lôi xuống, em hô hấp nhân tạo liền. Không là nó ngẫm rồi. Làm sao cậu biết được cách sơ cứu này vậy? Tụi em đang chơi kinh nghiệm mà, cái gì em không biết. Chỉ có mắc cỡ là em không biết thôi. Chuyên nghiệp là sao? Lành chanh. Dạ dạ dạ. Dạ tại vì ảnh là cứu quả chuyên nghiệp. Dạ đúng rồi. Ảnh rành lắm thưa bác sĩ. Dạ. Thật ra là vậy. Dạ. Bác sĩ, tình hình cô ấy dần sao rồi? Tôi thấy cô ấy có dấu hiệu bất ổn. Mỗi lần cô mớ lên thì lại la hét cầu cứu. Nên tôi đã tiêm cho một liều an thần. Dạ, chừng nào em có thể vô thăm được thưa bác sĩ? Chút xíu nữa, chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức là có thể vô thăm được rồi. Dạ. À mà nè, tôi thấy trên mặt của cô có nhiều dấu bị đánh bầm tím. Là sao vậy? Dạ, thì hồi nãy em có nói rồi đó bác sĩ. Nhỏ em á, nó cãi lộn với bạn trai. Thì chắc cái thằng kia nó nóng lên rồi, nó đánh con nhỏ. Nên em nó dại dột quá. Tôi hiểu rồi. May á. Vậy? Cũng may á, là chị Lanh Trí. Chúng thôi thằng quỷ này làm bể hết trơn rồi. Tụi bay á, xứng xác không à? Lanh chanh. Mày á. Bây giờ tốt nhất là phải có người ở lại đây cạnh nó. Nhưng mà định nhớ, đây là bệnh viện công cộng đó. Bây giờ phải chuyển nó vô phòng dịch vụ một giường, rồi kêu người canh chừng nó. Rồi á, phải chuyển được nó về động nhanh chóng. Nó đang bị sốc. Tốt nhất là mày đừng xuất hiện, để tao làm tâm lý với nó. Thấy gái đẹp á, lấy cái cớ sắp sáp lại. Mày còn cách nào tốt không? Làm đi. Ok, tôi giao nó cho anh. Nhưng mà nên nhớ á, anh mà hớt tay trên nó là không yên với tôi đâu. Đi về. Để em, nhỏ này để lát em làm công tác tư tưởng nó cho. Anh cứ việc về đi. Để để em về. Chị Diễm, đợi em với.
Em yên tâm đi, anh nghĩ là công an sẽ tìm được ba Ngọc mà. Chỉ còn hy vọng cách này thôi, chứ thực sự em cũng không mấy tin tưởng lắm. Vì trường hợp của ba Ngọc chỉ mới là phỏng đoán, chứ đâu có chứng cứ cụ thể. Chắc gì người ta đã chịu giúp mình. Rồi bây giờ mình tính làm sao? Để cho ba Ngọc đi theo Diễm. Lỗi của em rất lớn. Em có linh cảm xấu lắm anh ơi. Anh nghĩ chắc là trùng hợp thôi. Tới giờ này còn chưa tỉnh ngộ nữa hả? Từ chuyện nó đưa danh thiếp cũ cho mình nè, tới chuyện tía má nó tự nhiên chuyển nhà đi nơi khác, rồi còn khóa điện thoại nữa, chẳng lẽ trùng hợp hết hay sao? Và điều rõ ràng là nó đã lên kế hoạch để gạt em ngay từ khi dò thông tin từ chú Bảy. Bây giờ có cách nào để kiếm con Diễm không? Chưa tìm được ba Ngọc, em sẽ không về quê đâu. Trời ơi, nhưng mà vậy là tía má của em sẽ nghi ngờ đó. Trước mắt mình sẽ thuê phòng trọ ở tạm vài ngày đã, rồi mới tính tiếp. Hai Hiền. Ê, nhìn nhỏ này dễ thương mày ha, nhìn ngon á. Nhưng mà không có được đụng vô hàng của bà Diễm đâu mày. Thiệt không? Ừ. Im lặng. Bỏ tôi im. Ra. Mày im không? Mày á mày. Im. Mày mà la nữa tôi cả họng bây giờ. Im không? Im mày. Mày im không? Mày cái. Thôi. Mày á mày. Mày cất dao vô. Nhưng mà nó còn la làng á, ai mà thấy được là mệt á. Cất vô. Em bình tĩnh đi, đừng có sợ. Mày buông ra đi, để tao. Em bình tĩnh đi. Ra ngoài đi. Đi. Nó ra ngoài hết rồi, em hết sợ rồi phải không? Lần sau đừng dại dột gì nữa nghe. Tôi muốn đi về nhà. Tía ơi, ba ơi, cứu con. Chị Hai ơi, thôi, cứu thôi, em đi chị Hai. Thôi, thôi đừng có khóc. Ở đây không có ba, không có tía má gì hết. Không có anh chị Hai gì hết. Chỉ có anh cứu em thôi. Ông ơi, ông làm ơn, ông cho tôi về nhà đi. Tôi mang ơn ông suốt đời luôn đó. Chuyện đó không có gì khó hết. Anh sẽ giải thoát cho em. Ông nói thiệt không vợ? Thiệt chứ. Em chưa hiểu nhiều về anh nên em không biết thôi. Anh luôn độ lượng với những cô gái xinh đẹp như em. Đừng có lo nữa nghe. Có anh bảo kê rồi, con mụ độc ác đó không dám đụng tới em đâu. Nhưng tôi muốn về nhà bây giờ. Tôi thà chết chứ không có quay trở lại chỗ đó nữa đâu. Tôi muốn về nhà. Thôi mà, anh đã nói là anh sẽ giúp em trốn thoát rồi mà. Chỉ có điều là phải có quá trình để qua mặt con mụ Diễm đó, được không? Anh nói thiệt không? Thiệt, thiệt chứ. Vậy khi nào thì tôi mới về nhà được? Sớm hay muộn gì
tùy thuộc vào thái độ của em. Ủa, có chuyện gì vậy mấy cô? Làm gì mà công an không vậy? Sao công an dữ vậy? Thì bị công an bắt cá độ đá banh đó. Ừ, cá độ nữa hả? Cá độ. Trời, nếu mà cá độ đổi tù một công luôn rồi. Chuyện gì vậy chú? Ông này trùm cá độ đá banh nè, ở mới đăng á. Có phải cái thằng giờ mờ gì đó không? Thôi, chuyện mình còn lo chưa xong nữa. Có nhiều chuyện. Con chưa để vậy, pha lắm. Giúp tôi hả? Chở tù suốt đời luôn. Sao? Đúng rồi, đây kìa. Thôi, đi về đi. Hết chuyện rồi kìa. Đâu mà thảm hoài. Đi đi bạn. Ở đây một hồi có chừng bị phát hiện. Dạ. Đi 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 đi. Ở trên đi đi. Kẹt xe quá trời được kìa. Thôi đi về đi bà ơi, hết rồi. Này thôi. Em trong sáng như một thiên thần. Anh sẽ không để cho mấy tên vô lại đó làm hại em đâu. Đến giờ tiêm thuốc rồi, mời người nhà đi ra ngoài giùm. Cảm phiền em nửa tiếng để quay lại nghe. Đâu có được, thuốc này phải tiêm đúng giờ thì mới có tác dụng được chứ. Tao nói nửa tiếng để quay lại mày có nghe không? Đi ra ngoài. Chị ơi, chị ơi. Chị. Thôi, chị ơi. Anh đã nói rồi, em đừng có la nữa. Đừng có la. Ngoan, nghe lời anh đi. Cứu tôi với, cứu tôi. Đừng có la. Chuyện gì vậy đại ca? Em đã nói rồi, con nhỏ này manh động lắm, mà đại ca không chịu nghe em. Cởi áo khoác ra. Chị, em đang bị cảm mà. Mày cãi lời tao hả? Cởi nhanh lên. Dạ. Ngoan nghe. Kêu đâu. Em bệnh nặng quá rồi, giờ cố nghe. Ê Nghĩa. Dạ. Nè Nghĩa. Dạ. Chú nhờ con chuyện nè. Con cất cái khay đi. Dạ. Nè, con cầm cuốn sách này đem qua nhà chú, đưa cho con Xuân giùm chú. Tâm hồn cao thượng. Hồi nhỏ mỗi lần muốn ru cho nó ngủ, chú đều đọc những mẫu chuyện ở trong này cho nó nghe. Nó bao nhiêu tuổi thì cuốn sách này bấy nhiêu năm đó con. Nhưng mà tại sao chú lại đưa cho cô ấy cuốn này? Con nhớ là cô ấy không có thích sách vở mà. Không phải như con nghĩ đâu. Hồi nhỏ con Xuân á, nó học giỏi lắm. Dạ. Nó rất có khiếu về văn chương. Rồi lớn lên thấy cảnh gia đình lục đục, cha mẹ ly dị, rồi ảnh hưởng đến tâm lý của nó, cho nên nó mới nổi loạn. Đàn đúng như vậy. Chú hy vọng quyển sách này sẽ đánh thức được con người trong nó. Nhưng giờ
thì nó đang giận chú cháu mình. Chú không tiện, cho nên chú nhờ con đem qua cho nó nha. Con biết rồi. Thôi được rồi, chú đi làm nha, con đi đi. Địa chỉ chú kẹp ở trong cuốn sách á. Vậy nha. Dạ. Ai, tưởng đâu thoát được bà chàng đó rồi chứ. Làm gì nhẹ tay thôi nha. Tâm hồn cao thượng. Chạy xe là không có tiền đền đâu đó. Sao? Mệt rồi phải không? Bây giờ muốn anh tháo băng keo ra thì phải ngoan ngoãn, không được la. Nhớ chưa? Chút xíu nữa là ngập thở rồi thấy chưa? Cũng tại em không à. Nếu mà ngoan ngoãn thì đâu có chuyện gì xảy ra. Ngoan nghe. Anh ơi, tôi xin anh đó, anh tha cho tôi đi. Tôi muốn về nhà. Nếu em muốn về nhà thì phải nghe lời anh. Em khóc hoài, em la hoài à? Anh đã nói rồi, anh sẽ giúp em trốn thoát mà. Nhớ, em phải nghe lời mụ Diệm, giả bộ ngoan ngoãn, rồi tìm cơ hội nào đó thích hợp, anh sẽ giúp em trốn thoát. Hiểu chưa? Vậy nghe. Ngoan. Không biết đi đâu nữa. Khi nào mình mới có đủ tiền mua chiếc xe này đây? Tâm hồn cao thượng. Danh hào Italia. Thank you.
nếu em muốn về nhà thì hãy nhớ kỹ lời anh dặn, còn không thì anh cũng bó tay. Đi em. Nhanh đi. Tỉnh rồi hả em? Sao? Giờ có cây cao bóng cả che chở rồi đó hả? Em nó đang mệt, để khi khác nói chuyện đi. Ok, cho nó lên phòng giam lại đi. Không cần, nó đồng ý đi khách rồi. Em chịu rồi hả cưng? Phải vậy mới được chứ. Có thiệt vậy không em? Vậy là em khôn đó, biết điều vậy thì tốt. Ok, vậy chị sẽ không ép em nữa. Cứ từ từ làm quen với công việc đi. Chỉ cần cày một thời gian, em có thể đủ tiền trả cho chị rồi. Hả? Sau đó coi như là xong rồi. Em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Chịu không? Chị tin em. Em đừng có tìm cách chơi chị, nghe chưa? Chị không tha cho em đâu. Nhất là em đừng có tìm cách trốn nha, vì nó sẽ khiến cho em bị tàn phế suốt đời. Chị sẽ nhờ con Hằng huấn luyện cho em. Không được. Tại sao? Để nó ở chung phòng với con My luôn đi. Cũng được. Để coi con bồ nhí của anh nó trổ tài sao. Đem Ngọc lên phòng My. Dạ. Dạ. Đi, nhanh lên. Chà, chưa gì mà tán được nó rồi đó hả? Anh cũng hay thiệt đó. Cô không cảm ơn tôi thì thôi, móc ngoéo tôi làm cái gì? Nhớ cho kỹ, ở trong đây anh muốn ăn con nào cũng được, trừ nó ra, anh hiểu chưa? Tôi tốn biết bao nhiêu công sức, không phải là để dân gà lên miệng anh đâu nha. Hả? Tôi biết rồi. Làm gì vậy? Muốn gì thì nói. Hay mượn tiền hả? Nói thiệt cho ba, cô nói không đúng chút nào hết. Cô á là thuộc cây vậy không còn thuốc chữa.
không cải tạo gì nổi đâu. Ê, cái gì? Anh nói vậy là sao? Làm sao làm sao? Tôi chưa bao giờ thấy con gái nào mà vô duyên như cô luôn á. Ê, cái gì? Anh vừa phải tôi nha. Muốn tôi đây gây sự hả? Tôi không có rảnh đâu. Nè, bao cô đưa cho cô á. Mà tôi nói thiệt nha, cỡ như cô á mà đọc mấy cuốn sách dạy làm người như vậy á, chứ tội là giống như nước đổ đầu vịt, đàn gáy tay trâu vậy á. Vậy thôi, cô động chi cho nó mệt hả? Ê, cho nó mắc vịt kia. Anh nói ai là vịt là trâu đó. Xe ba cô á. Tôi nói ai tự hiểu. Tôi nói Phong Long, chúng mày trúng. Anh, tôi chưa nói chuyện với anh mà anh đi đâu vậy? Anh bỏ đi đâu vậy? Cha này tự nhiên ở đâu tới sạc mình một trận rồi bỏ đi à? Tức ghê chưa? Tâm hồn cao thượng. Sợp vậy mà bo có 200 ngàn. Sợ mó người ta thùm lum hết trơn. Ây da, gì vậy cha? Gì vậy ông nội? Thèm lắm hả? Sao? Cho mày nè. Trời ơi, sợ quá trời mà bo có mấy trăm à. À, trời đất ơi, mày là con nào vậy? Làm gì trong phòng tao hả? Tôi hiểu rồi. Hàng mới chứ gì. Lại đây, biểu coi. Mày tới đây coi. Mày làm gì vậy hả? Bộ tan thịt mày hả? Mày làm gì thấy ghê quá. Đi khách dù bao giờ chưa? Tên gì vậy? Tao hỏi mày, bộ mày điếc hả? Sao không trả lời? Tên gì? Ngọc. Ngọc hả? Cũng đẹp chứ bộ. Bán thân vô đây giá nhiêu? Sao? Cỡ nhiêu? Bán vô đây nhiêu vậy? Hả? Khóc hả? Khóc, khóc, khóc hoài à? Khóc đi con, khóc cho đã đi. Mai mốt không còn nước mắt để khóc đâu. Mệt quá. Đi ngủ. Mai tính sổ với mày tiếp. Hãy subscribe.
Sáng nay chúng ta đã tiến hành bắt khẩn cấp một số đối tượng trong đường dây cá độ mà báo chí đã phanh phui. Có tên giờ gì đó không? Dạ thưa có. Hắn tên là Dũng Mùng, đã bỏ trốn. Nhưng theo bước đầu điều tra thì hắn không phải là kẻ điều hành mạng lưới, mà là đối tượng chúng ta đã bắt giữ. Nói gì thì nói, cũng phải tóm bằng hết bọn chúng, phải diệt cho tận gốc mạng lưới cờ bạc này. Dạ rõ, thưa thủ trưởng. Đồng chí Hà có ý kiến gì không? Thưa giám đốc, điều đáng băn khoăn là tại sao có một mạng lưới cá độ mạnh hoạt động công khai trong một thời gian dài như vậy mà phía cơ sở không hay biết gì hết. Đến khi báo chí lên tiếng thì chúng ta mới bắt tay vào điều tra. Ý đồng chí là có sự bao che ở cơ sở à? Dạ đúng. Nếu chuyện này là có thật thì không thể nào chấp nhận được. Lòng tin của quần chúng nhân dân sẽ bị xói mòn nghiêm trọng. Tôi đề nghị các đồng chí phải tiến hành điều tra, làm rõ sự việc này. Ai bao che tôi sẽ nghiêm trị thẳng tay. Rõ. Rõ. Về vụ án điều tra tổ chức tội phạm của Đạt Hùng, chúng ta đã tiến hành tới đâu rồi? Dạ thưa thủ trưởng, tình hình điều tra có hơi chậm lại, vì bọn chúng đã thận trọng hơn trong hoạt động. Chúng ta chỉ mới xác định được một sọc bài do hắn làm chủ thôi. Vậy thông tin cho rằng hắn là đàn em của Tính Cùi, điều này có đúng hay không? Dạ cái này tôi sẽ xác minh lại rồi sẽ báo cáo kết quả cho thủ trưởng. Tình hình an ninh của thành phố chúng ta hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, nhất là đối với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, mà đó phải nói là vụ án của Tính Cùi mà Bộ Công an cũng đặc biệt quan tâm. Cho nên tôi đề nghị các đồng chí hãy tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra phá án để đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân. Rõ. Riêng đồng chí Vũ, tôi mong rằng đồng chí phải cố gắng hơn nữa trong thời gian đảm trách trách nhiệm của đồng chí Hưng, trưởng phòng đang đi trị bệnh. Dạ tôi hiểu, thưa thủ trưởng. Thôi, các đồng chí giải tán đi. Anh nghĩ chúng ta có nên triệt phá ngay tổ chức của Tính Cùi không? Anh là người nắm vụ án này phải rõ hơn tôi chứ. Tôi nghĩ tổ chức của Tám Mặt Quỷ hay Tiệp Sẹo còn nguy hiểm hơn Tính Cùi. Nhưng tôi không hiểu tại sao Trung ương lại quan tâm đến Tính Cùi nhiều hơn như vậy. Tôi nghĩ chuyện này đương nhiên anh phải hiểu chứ. Chúng ta nói vậy ám chỉ cái gì? Không. Ý của tôi là anh tạm thời thay thế chức trưởng phòng phụ trách chuyên án này, thì những vấn đề liên quan đến nó anh phải là người nắm rõ nhất. Ừ, tôi biết vậy, nhưng tôi thấy áp lực quá. Trách nhiệm càng cao thì vinh dự càng lớn. Nếu không thì anh hãy nhường chuyên án lại cho tôi. Ừ, tôi nói vậy thôi, chứ thủ trưởng đã tin tưởng giao cho tôi thì tôi sẽ làm tới cùng dù bất cứ giá nào. Vậy thì tốt. Hai người theo tôi qua đây nè, tôi chỉ phòng trọ cho coi. Dạ dạ. Chú ở có 3 ngày à, chú đưa tiền trước cho tôi đi. Ở 3 ngày mà 300, mắc quá vậy chị. Ở khu này thì mình phải chịu thôi. Ờ. Dạ.
Cho tôi xin hai cái chứng minh nhân dân luôn nha. Dạ. Ủa, chị lấy tiền chưa lấy chứng minh chưa chị? Để tôi đăng ký tạm trú tạm vắng, khi nào trả nhà tôi trả lại cho. Dạ dạ. Được rồi, cô chú vô đi. Dạ. Dạ. Anh nói vậy thôi chứ anh đâu có tiếc rẻ gì đâu. Mong sao kiếm được ba Ngọc. Thiệt. Đất Sài Gòn mênh mông như vậy, biết bắt đầu tìm nó ở đâu đây. Thôi, vô nhà đi em. Em nghỉ ngơi đi, để mua cơm cho em. Thôi em không ăn đâu, anh ăn đi. Vậy em phải ăn mới có sức kiếm con ba Ngọc với em. Anh đi nghe. Alo. Alo, chị Hai hả? Chị lên Sài Gòn chưa? À, chị tới rồi. Ủa, em mượn điện thoại của ai gọi chị vậy? Bạn em nó tới nhà chơi, em mượn điện thoại của nó. Ờ, mà chị Hai gặp được chị ba chưa? Ờ, à, chị gặp rồi. Hay quá, chị Hai gặp được chị ba rồi má ơi. Chị nói chuyện với má nha. Út Chót, Út Chót. Nè má. Hai hiền hả con? Dạ, con nghe nè má. Cho má nói chuyện với ba Ngọc coi bay. Dạ má ơi, Ngọc nó đang bán hàng. Dạ, nó mới làm cho người ta mà kêu hoài cũng kỳ lắm á. Vậy thôi, con nhớ dặn nó giữ gìn sức khỏe nghe không? Rồi thỉnh thoảng á, mượn điện thoại của con Diễm bay gọi về nói chuyện với má nghe. Dạ. Chị ba tôi lên Sài Gòn bán đồ hiệu á. Trời ơi, vậy á hả? Khi nào chị về á, chị cho tôi vài bộ mặt chơi á. Trời ơi, sướng, sướng quá. Sướng quá à, tôi ganh tị với bà lắm á nha. Nè, uống đi. À. Rồi tính chừng nào bây giờ? Ừ, dạ chắc 2-3 bữa nữa. Vậy thôi con cúp máy nha má. Ờ. Ê, bà làm bài chưa? Chưa có làm nữa. Tôi cũng vậy á. Nói chuyện tám không nè, định đi làm mà không có làm được. Chị ơi, cho em hai hộp cơm cá. Lấy canh luôn nha chị. Nè, chị. Nhớ để rau cho em nha chị. Dạ chú. Chị, như vậy. Lẹ đi cô, hai hộp của em đâu chị. Cho gửi tiền nè. Dạ, của em đào hộp đó chị. Dạ, nhiêu chị? Hai hộp 40. 40 hả chị? Dạ. Ủa của con đâu cô? À. Mày gì? Móc bóp tao phải không? Móc bóp hồi nào? Mày đứng sau lưng tao, bóp trong túi tao mà bóp phải không? Con lấy đâu? Tiền của ông để đâu mà hỏi tôi? Ông mày trả cho tao? Trả gì? Ngộ à, tự nhiên đổ thừa ta. Thôi, không có tiền thôi đừng ăn cơm. Lấy hộp cơm lại đi vậy. Vậy thôi, không có tiền thì đừng lấy cơm. Làm cho con đi vậy. Ừ? Giờ này còn ngủ hả mày? Mi. Trời ơi, gì vậy bà nội? Con bé kia đâu? Nó đâu rồi? Trời ơi, cái gì mà sùm quá vậy? Sáng giờ người ta đi mấy tour rồi, phải cho người ta nghỉ ngơi, có sức nữa chứ. Rồi giờ kiếm ai? Mày giỡn mặt với tao hả? Con bé kia đâu? Ai vậy ta? Trời đất ơi. À, từ từ, nhớ rồi, nhớ rồi. Cái con nhỏ mà ngơ ngơ ngáo ngáo phun. Đâu rồi ta? Kìa, nó tắm ở trỏng kìa. Thấy không? Đáng lẽ tao giao nó cho con Hằng.
Mà ông Hải nói ông xin qua cho mày dạy nó. Mày thấy mày có kham nổi không? Trời, có lính mới khổ thêm, chứ có sướng con mẹ gì đâu mà ham. Thôi, bà giao cho con Hằng đi, tôi không muốn phiền phức thêm đâu. Con bé này á thuộc dạng khó dạy. Mày mà thuần phục được nó, tao sẽ free thuốc cho mày một tuần. Mày thấy sao? Ừ, thì để tôi suy nghĩ cái đã. Coi như đây cũng không phải là một lời đề nghị tồi. Vậy thì làm đi. Thôi đi bà nội. Tính thuốc tao hả? Còn lâu nghe con. Còn con kia nữa, xong chưa? Làm gì ở chỗ mà lâu quá vậy hả? Cái con này thiệt là. Nè, làm gì trọng đó. Nè. Trời đất ơi, cái con điên này làm gì vậy hả? Mày cấm lạnh chết bây giờ. Ra ngoài coi. Đứng lên. Đi. Trời ơi. Đi ra mau lên. Đi. Đi ra đây. Ra đây. Ngồi xuống đi. Mày khùng hả mày? Lỡ cấm lạnh rồi sao? Nè, khăn đó, lao đi. Điếc hả? Lao đi. Nói hoài không nghe là sao vậy? Lì lợm quá. Nhìn gì mà nhìn? Lỡ vô trong này rồi á thì đừng có ngang bướng nữa, không thoát được nữa đâu. Thôi, để tôi lao cho. Bỏ ra để cho tôi yên. Ây da, má con này. Anh Hải. Chuyện gì? Bà Diễm đâu rồi? Bà đang ở dưới đó có chuyện gì không? Đi kiếm bà để trả lại con nhỏ Bích Ước này nè. Ý nói là Nho Ngọc quá hả? Nó chứ còn ai nữa. Người gì đâu á mà hở chút là khóc, hở chút là khóc. Cỡ như nó á, má em còn dạy không nổi nữa kìa. Nó là hàng mới mà. Trời, mới thì mới chứ. Mà anh nữa. Sao anh ác quá vậy? Tự nhiên bác xê nó qua cho em là sao? Em không hiểu hả? Anh á, đúng là đồ quỷ chúa mà. Ủa, mà tại sao tôi phải giúp anh chứ? Ai đang bảo kê cho em?
Làm gì mà lâu dữ vậy? Em đợi anh muốn chết luôn hả? Cơm đâu? Anh không có mua. Thôi vậy cũng được, em cũng không có đói. Tiết kiệm đồng nào đó đồng đó anh à. Mà anh cũng chưa ăn luôn. Sao vậy? Anh bị mất bóp rồi. Anh nói cái gì? Cái gì mà bị mất bóp? Hồi nãy anh đứng anh mua cơm á, rồi anh bị tụi nó đứng làm sao? Tụi nó chơm mất tiêu cái bóp tiền rồi. Trời đất ơi, anh có biết là có mấy triệu dành dụm của em, em đưa anh giữ hết luôn rồi không? Anh xin lỗi, anh bất cẩn quá. Trời ơi, rồi bây giờ tiền đâu ở lại Sài Gòn mà tìm bác Ngọc đây? Ở nhà anh á, còn để dành chút đỉnh. Ngày mai anh về quê lấy tiền lên, em thấy được không? Thì hết cách rồi còn biết sao giờ? Sao xui dữ vậy không biết nữa. Em lỡ rồi. Cũng hên á, là bà chủ nhà đang giữ chứng minh thư của hai đứa đó. Không thôi là mệt rồi. Giờ không biết ngày mai lấy tiền đâu mua vé xe về quê nữa. Đem cái này đi cầm đi, lấy tiền mua vé rồi mua cơm ăn luôn, chắc cũng đủ đó. Rồi lỡ như bà Ngọc gọi em rồi lấy gì mà liên lạc? Mệt quá à. Cầm đỡ có ngày chắc không sao đâu, chỉ cần ngày mai anh mang tiền lên chuộc lại là được rồi. Đi nhanh đi, còn mua vé sớm nhất để ngày mai đi nữa. Từ xưa tới giờ không đứa nào trốn được hết. Em muốn phá lệ hả? Không, tôi sợ lắm. Cho tôi về nhà đi, tôi sẽ không tố cáo mấy người đâu. Em tố cáo cũng vô ích thôi. Chị ở đây tụi anh lo hết rồi, không ai làm gì được đâu. Tôi lại anh đó, tôi sợ lắm. Anh giúp tôi, anh giúp tôi về nhà đi. Tôi sợ lắm, tôi sợ phải ở chỗ này lắm. Anh muốn giúp em lắm, nhưng mà anh không chịu hợp tác. Làm sao anh giúp được? Cứ khóc bù lưu bù lo lên, sao giúp em về nhà được? Vậy bây giờ anh muốn tôi sao? Tôi làm theo anh hết á. Bây giờ em hãy làm điều anh đã nói với em nghe. Nghe. Là anh muốn tôi làm gì? Thì bây giờ em phải tỏ ra ngoan ngoãn, hợp tác thì bà Diễm mới không nghi ngờ. Sau đó anh sẽ lợi dụng thời cơ đưa em ra ngoài. Chỉ có cách đó là an toàn nhất thôi. Em hiểu chưa? Vậy tới khi nào tôi mới được về nhà? Anh cũng chưa nói trước được, nhưng sẽ sớm thôi. Em phải nhớ, muốn về nhà được hay không là do em chứ không phải do anh. Hiểu chưa? Tại sao vậy? Tại sao tự nhiên anh lại giúp tôi? Em đứng lên đi em. Em cũng thấy rồi đó, nhờ có anh mà con Diễm nó mới có được như ngày hôm nay. Vậy mà nó ăn cháo đá bát. Giờ không có anh ra gì. Anh muốn giải thoát cho em,
Để anh có cái cớ, anh hạ nó xuống. Chứ để như vậy hoài chịu sao nổi. Con My là lính ruột của anh. Anh cài nó vô để bảo vệ cho em mà. Em đừng sợ gì hết. Bây giờ em phải nghe lời anh nha. Em đừng lo lắng gì hết. Em ráng chờ anh. Dạ dạ ngoan ngoãn. Em hiểu chưa? Dạ. Dạ. Anh đi nghe. Sao? Nín rồi hả cô hai? Chị không làm hại tôi chứ? Đương nhiên là không rồi. Nè, đồ của em ướt hết rồi kìa. Vô trỏng tắm thay đồ đi, rồi ra nói chuyện tiếp ha. Không ngờ có ngày mình phải dạt ra đây như thế này sao đại ca? Cùng mẹ nó. Cách đây mấy ngày mình có tiền tỷ trong tài khoản, giờ mình chẳng còn đồng nào. Người ta nói đời đen như mõm chó, thật là đúng mà. Tiền của mình á, không lẽ giao cho thằng tính cùi nó quản lý? Đại ca nghĩ á, mai mốt mình có lấy lại được không? Tao thách nó dám cướp của tao. Tiền đó là máu của tao, nó đúng một đồng thôi, tao sẽ lấy mạng nó liền. Chẳng lẽ người một nhà lại chơi nhau sao đại ca? Nếu như vậy thì giang hồ còn coi anh em ra gì nữa, phải không đại ca? Mẹ nó, tất cả cũng từ thằng nhà báo khốn kiếp đó mà ra. Đại ca có nghĩ có khi nào tên nhà báo đó móc ngoặc với tính cùi không? Dàn xếp vụ này để hất anh em mình ra thì sao? Mày nói có lý. Tính cùi vốn hụt hạt với tao, được cố dựng lên chuyện này để đánh tao thì sao? Muốn biết tụi nó có phải a tòng với nhau hay không thì hỏi nó rồi cũng sẽ rõ thôi. Phải. Mày biết nhà nó đúng không? Dạ biết. Để anh cầm cho. Để anh. Có mệt không em? Dạ không. Con của ba mới đây mà con sắp chào đời rồi. Ba mong tới ngày được bế con đó. Dạ. Ăn cơm đi em. Dạ. Ăn để còn có sức khỏe mà sinh con nữa. Mới đó, mọi tuần sau nó sanh rồi ha. Anh đang chuẩn bị tâm lý để trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất hành tinh này đây. Hình như là người giao ga tới đó. À vậy hả, để anh ra mở cửa cho. Dạ. Mày chắc chưa quên tao đúng không? Có chuyện gì vậy anh? Em đi ra đằng sau đi. Đứng nghiêm đó. Nếu không tao bắn chồng nhớ sọ. Anh à, anh ra cho chồng tôi đi anh. Anh muốn lấy gì cũng được hết á. Nó tưởng mình là ăn cướp kìa. Ăn cướp mẹ. Anh ơi, anh ơi, đừng mà. Anh ơi.
nói cho con vợ mày biết tao là ai. Tôi xin ông, hãy tha cho vợ tôi đi. Tôi xin ông. Mày hiểu tại sao tao đến đây tìm mày đúng không? Tôi chỉ viết tắt thôi, tôi đâu có ghi thẳng tên ông ra đâu. Viết tắt thôi cũng đủ giết tao rồi. Khốn. Viết tắt. Nói coi, tao với mày không thù oán gì hết, sao mày lại chơi tao hả? Hay là ai ra lệnh cho mày? Tính cùi đúng không? Tôi không biết thằng tính cùi nào hết. Tôi là phóng viên, tôi chỉ thực hiện theo chức năng của mình mà thôi. Tại sao mày bắt vợ tao? Em ơi, đại ca, em sao vậy? Sao đại ca với mày? Tao làm thằng quán tính. Em, đừng làm anh sợ mà, ngồi dậy đi. Thành phố, giờ tao có thù quái gì với mày? Tại sao mày giết vợ tao? Tại sao mày giết cô ấy? Tại sao mày giết vợ tao? Tại sao? Thằng khốn, giờ tao có thù quái gì với mày? Tại sao mày giết vợ tao? Tại sao mày giết cô ấy? Tại sao mày giết vợ tao? Tại sao? Hả? Đại ca, tội giết người là tội tử hình đó. Mày em đi, giết một mạng hay hai mạng cũng chạy thôi. Đi. Dạ. Đại ca, đứng lên đại ca, đi lên. Đi đại ca. Bộ mày đu hả mày? Rồi đu. Đại ca, chạy đi. Mày. Ca, ba đứng theo đại ca. Mày hết, mày chạy nhanh lên đi. Nhanh lên. Đề nghị các anh bỏ vũ khí xuống, nếu không sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Có sao không? Đại ca, đại ca chụp trước đi, để chụp chân tôi nói cho. Không được, tao sẽ không bỏ mày đâu. Đại ca, vậy anh em mình sống chết cùng nhau nha. Phát hiện hai đối tượng có vũ khí quá nguy hiểm, đầy nguy hiểm lắm. Ở đây tao bọc hậu chặn được tụi nó lại. Đại ca, mẹ nó.
chị định chơi mình rồi. Các đồng chí, đuổi theo tên còn lại. Làm gì vậy? Im miệng! Đừng bán, đừng bán là dở trò. Ê, cướp, cướp, cướp! Báo cáo trung tá, gia đình nhà báo đã bị sát hại. Người dâu ga bên kia là nhân chứng duy nhất. Cảm ơn anh. Dạ dạ, có gì cần anh cứ gọi em. Chào anh. Dạ. Anh thấy gì, kể lại chi tiết rành mạch cho tôi nghe. Hồi tối này nè, tôi đem ga là nhà này giao. Khi tôi vừa tới nhà thì hai tên từ trong nhà chạy ra. Một trong tụi nó có một tên đụng trúng tôi, làm tôi với nó té nhà xuống đất. Tôi thấy một khẩu súng rớt xuống luôn. Rồi tên sau chạy tới cầm cái súng chạy mất tiêu. Nhưng mà khi tôi vừa vô tới nhà thì tôi thấy cảnh vợ chồng họ chết. Ghê quá anh ơi. Mà anh ơi, nó còn chỉ súng vô đầu tôi vậy nè. Cũng may là nó không bắn tôi á, không ấy tôi chết rồi. Anh biết rõ nhà này không? Dạ biết. Tại vì em giao ga nhà này thường lắm. Nhưng mà bọn cướp bây giờ ghê quá anh ơi. Đàn bà có bầu vậy mà cũng bắn chết nữa. Dễ sợ thiệt. Anh có nhớ mặt bọn chúng không? Bọn chúng thì tôi nhớ không rõ. Nhưng trừ một tên đầu trọc thì tôi nhớ. Nhưng mà tên đó hình như là đầu sỏ hay gì á. Tại vì nghe đàn em nó kêu là đại ca, đại ca, đại ca. Dạ, vậy đó anh. Có khả năng đó là tên Dũng Mục mà chúng ta đang truy nã. Lấy hình của Dũng Mục ra, đưa anh ta đối chiếu xem sao. Đôi em coi. Anh xem kỹ có phải tên này không. Đúng là tên này nè. Hai con mắt của nó nhìn ghê sợ lắm. Nó nhìn em vậy nè, em sợ lắm. Nó đó, chính là nó. Sao anh chắc chắn là tên đó? Dạ, chắc chắn 100% luôn á. Cậu tung hết lực lượng ra, truy nã Dung Mụn ngay lập tức. Rõ. Giờ xin mời anh về đồn để cung cấp lời khai cho chúng tôi. Dạ, em sẽ hợp tác với các anh. Thưa trung tá, vừa xảy ra một cuộc đọ súng giữa cảnh sát giao thông và hai đối tượng có súng. Một tên đã bị tiêu diệt, tên trốn thoát đã cướp một xe gắn máy bỏ chạy. Nạn nhân vụ cướp nhận dạng tên này rất giống Dũng Mụn. Địa điểm ở đâu?
vô. Dạ mời anh chị. Của em nè. Cảm ơn anh. Em đốt cho đại ca đi. Ê anh này. Dạ mời anh. Ngáo sắc à. Vô cái đi. 1, 2, 3. Vô. Cái gì vậy? Alo, ông Tính hả? Ông phải tới cứu tôi liền. Tôi mà bị tôi nó bắt thì ông cũng tới số. Cái gì hả? Điểm đi. Mày nói cho rõ coi, chưa có gì hết mày hăm dọa tao là sao hả? Trộn qua làm hả? Cách gì đâu á, chán ghê á. Chán cái mồm quá. Anh lần sau nhớ ghé em nữa nha. Cái gì? Bữa nào đi xả xui đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được hết á. Trời, bữa nào đi biển hay đâu đi. Ừ. Alo. Đi nhanh đi. Cái gì? Anh nói sao? Hắn dám làm chuyện đó hả? Được rồi, em qua liền. Có chuyện gì vậy? Tính Cùi mới gọi cho anh, nói là Dũng Mụn mới vừa gọi cho ổng, nói là nó vừa đổ xuống với cảnh sát giao thông. Ủa sao anh tôi, anh nói là anh đã đỡ cho hắn rồi mà, sao hắn lại bị cảnh sát sờ gáy vậy? Hắn vừa bắn chết một nhà báo, trên đường bỏ chạy thì bị công an truy đuổi, sẵn có súng trong tay hắn bắn công an luôn. Mẹ nó, ngu chưa từng thấy. Giờ hắn sao rồi? Bây giờ hắn trốn chui trốn nhủi cầu cứu ông lão. Thôi, giờ qua đó liền đi. 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 Nhìn bà đỡ hơn lúc hồi nãy rồi đó. Ủa mà hình như tôi với bà bằng tuổi nhau hả? Nhưng nhìn bà giống như em gái tôi vậy đó. Ừ thì cũng phải thôi, tại vì bà là con bồ câu, tôi là con quả đen mà. Ngồi xuống đi, tôi có ăn thịt bà đâu bà sợ. Ở đây á, ông Hải Lé là sếp, nhưng tất cả mọi chuyện đều là do bà Diễm nắm quyền, cho nên tất cả mọi đứa ở đây đứa nào cũng sợ bả như sợ cọp hết, ngoại trừ tôi. Tại sao vậy? Đơn giản thôi, tại vì tôi đẹp nhất ở đây mà. Tôi lại đắt khách nữa. Nói chung là vơ đét, cho nên không đứa nào dám đụng hết, hiểu chưa? Bà ở đây bao lâu rồi? Cũng lâu rồi. Tháng sau là đúng 2 năm đó. Mà tại sao My lại vô đây ở? My cũng bị bả dụ vô đây giống như tôi vậy đó hả? Đâu có đâu, tôi tự nguyện chứ, ai mà dụ nổi tôi. Trời. Hả? Tại sao My lại muốn đi bán thân chứ? Thật ra thì không phải ai cũng muốn chọn con đường này. Tại tôi cũng hết cách rồi. Nhưng mà bà biết không, gái đây toàn gái đẹp hàng tuyển không á, toàn cái VIP không à. Ủa mà nhà của My nghèo lắm hả? Tại sao mà My phải vô đây làm? Trời. Đâu phải đứa nào nghèo cũng đi làm gái đâu. Nói cho biết nghe, nhà của tôi hơi bị giàu đó. Ông bà già tôi hả, có mấy căn nhà mặt tiền, nhưng mà tại lúc nhỏ ăn chơi hút sách quá, cho nên thiếu thuốc, phải bán thân vậy thôi. Cái gì? Bà chích xì ke hả? Đồ khùng. Chích xì ke cho chết hả? Tôi chơi cái khác hiện đại hơn. Cái gì? Cái này á thì trước sau gì bà cũng biết thôi. Hả? À, cách đây khoảng 1 năm á, cũng có 2 đứa bị dụ vô đây giống như bà vậy đó.
Ban đầu á, tụi nó cũng chống đối dữ lắm. Cuối cùng thì đứa ngoan ngoãn được sống tốt. Còn đứa lì lợm á, bà biết bị gì không? Bị bán qua biên giới. Biên giới nào? À, thôi, từ từ thì bà sẽ biết. Đừng có hỏi nữa. Thôi, bây giờ bà kể cho tôi nghe đi. Tại sao bà bị con rắn độc đó dụ vô đây? Cái thằng Dũng Mụng này không chỉ giết tên nhà báo đó mà còn giết cả vợ hắn, còn bắn nhau với cảnh sát nữa, y như là phim hành động vậy. Có chắc chắn như vậy không? Bây giờ hắn ta đang ở đâu? Nó đang ở trong căn nhà quan, xin tiền của tao để qua Campuchia trong đêm nay. Vậy ông lão có biết chuyện này chưa? Chưa. Nhưng anh Tư á thì biết rồi. Tao điện cho ổng để báo gấp. Tại sao Dũng Mụng lại manh động đi trả thù mấy tên phóng viên như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết là làm như vậy á thì bị lòi cái đuôi ra hay sao? Có thể là hắn cai cú vụ tổ chức, tước hết quyền hành của hắn. Nhưng đã nói rõ ràng á là chỉ cần qua cơn khốn khó này sẽ trả lại cho hắn tất cả. Hay là Dũng Mụng nghĩ đại ca lợi dụng cơ hội này để loại bỏ hắn? Nè, mày đừng có nói nhảm nha. Tao làm gì cũng theo lệnh của ông lão hết. Lý do gì sao mà Dũng Mụng lại giết tên nhà báo không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng bây giờ là hắn đã châm lửa đốt rừng. Nếu giải quyết chuyện này không khéo, lửa mà lan tới đây thì tổ chức sẽ gặp nguy. Anh Quy nói chí lý đó. Cái thằng ngu đó đã khiến chúng ta đang bị liên lụy nè. Không biết kèo này anh Tư có đỡ được nổi hay không đây. Theo tôi nghĩ còn nước còn tát, chứ tôi thấy mấy người cứ phóng đại lên rồi lo cuống cuồng mất mệt. Dạ em nghe nè anh Tư. Ông có biết Dũng Mụng đã gây đà đại qua rồi chứ? Hiện giờ tôi đang đứng tại hiện trường vụ án đây. Dạ, thì em đã báo cáo với anh chuyện này rồi mà. Ông biết là hắn trốn ở đâu đúng không? Dạ. Tên đàn em đi chung với hắn đã bị hạ, bây giờ chỉ còn mình hắn là đáng lo ngại thôi. Ông nghe tôi dặn nè. Dạ, anh Tư yên tâm đi. Dạ, em hiểu mà. Dạ. Báo cáo đồng chí trung tá, các trinh sát đã tỏ ra truy tìm tên còn lại, nhưng hắn có khả năng chống trả quyết liệt. Trong trường hợp hắn nổ súng chống trả, tiêu diệt ngay không cần phải xin lệnh. Đó. Anh Tư nói gì vậy anh Tính? Bằng mọi giá phải tóm cổ hắn trước khi để cảnh sát rờ tới. Cái tên Dũng Mụng này nè, khi ở thế cùng thì có thể trở thành chó cắn chủ. Lúc đó thì không còn cách nào binh được đâu. Anh nói đúng, hậu quả khó lường. Bây giờ anh sẽ gọi điện cầm chân Dũng Mụng lại. Chú Đạt, đi tóm cổ hắn mang về đây. Anh sẽ tóm xuống hồng, chờ lệnh của ông lão xử lý sau. Lính của anh nè sẽ dẫn chú tới đó. Hay là anh kêu thằng Hải Lé đi đi. Chứ dù sao tôi với nó cũng là chỗ ăn nghĩa với nhau mà, khó lắm. Được. Tôi cũng đã ngứa mắt với thằng đó lâu rồi. Đại ca, đại ca thử nghĩ coi ông lão xử nó làm sao.
bắt được rồi tính. À, thì ra là vậy. Coi bộ bà bị con mụ đó dụ dễ dàng quá ha. Ừ, tôi cũng không có nghĩ là chị ác tới như vậy. Bà còn nhiều trò thâm địa hơn nữa kìa. Cứ chờ đó đi rồi sẽ biết. Nhưng mà tôi nói cho bà biết nha, cái trò mà bà tự xử hôm qua đúng là cái trò ngu ngốc. Tôi biết rồi, tôi sẽ không có làm như vậy nữa đâu. Nói tóm lại, bà chấp nhận là sẵn sàng đi khách đúng không? Ngay bây giờ em phải tỏ ra ngoan ngoãn, hợp tác để Diễm không nghi ngờ. Sau đó anh sẽ lợi dụng thời cơ để đưa em ra ngoài. Nếu bà chấp nhận như vậy á, thì để tôi sẽ huấn luyện cho bồ tất cả mọi tuyệt chiêu từ A đến Z. Tuyệt chiêu là sao? Là cách để hạ gục và moi tiền đàn ông, càng nhiều càng tốt. Sao ngơ ngác quá vậy? Rồi, gặm trúng cục xương rồi đây. Ăn gì không? Mà giờ này cũng trễ quá rồi. Không biết là thằng bếp nó còn ở dưới không nữa. Hay là sao mình không ra ngoài kiếm gì ăn được hả? Bà có biết á, là cả tháng rồi tôi chưa có bước chân ra ngoài được không? Nhưng mà tôi như vậy còn mai, chứ còn mấy đứa khác ở đây nó còn không thấy ánh sáng mặt trời nữa kìa. Sao kỳ quá vậy? Vì cái động này chẳng khác gì nhà tù cao cấp hết. Đã vô đây rồi á thì khỏi ra. Mà nếu có ra thì chỉ có ra bằng hai đường. Đường gì? Một là bị bán qua biên giới, hai là đi dụ với khách. Sao hồi nãy á, mi nói là bà Diễm không có cho ai ra khỏi đây hết mà. Đúng là như vậy. Nhưng tôi với con Hằng á là ngoại lệ. Vì tôi với nó chinh chiến ở đây bao nhiêu năm rồi, kiếm tiền giỏi nhất ở đây, cho nên được bà đặt cách ra ngoài đi với khách mà không sợ bỏ trốn. Hằng là ai vậy mi? Vậy bồ có biết á, con rồng Komodo không? Không. Cái con đó đó, nó xấu y chang con rồng Komodo vậy. Mà thôi đi, chuyện con rồng đó để sau này tôi kể cho bà nghe. Còn bây giờ chắc tôi đi kiếm cái gì cho bà ăn đã, hả? Ăn mì gói nha. Cũng được. Nhìn ông giống như con chuột. Bây giờ mà chửi tao sao cũng được. Có tiền không? Có đem tiền tới không? Đừng có giỡn. Bây giờ không giỡn được đâu. Tao đang gấp lắm. Đừng có giỡn như vậy. Tao không có giỡn. Tiền đây. Mẹ mày giỡn hả? Không có tiền, tao trốn qua miếng bằng cách nào? Ông tính lệnh cho mày về tổ chức liền, rồi tính sao? Tao bị điên hả? Cảnh sát đang truy bắt tao, chỉ có nước trốn ở bên kia tao mới yên thân thôi. Chuyện đó mày đi nói với ông tính đi, tao không biết. Đi. Tụi mày tính thủ tiêu tao để diệt khẩu chứ gì? Sao? Bây giờ mày tính bắn luôn đồng bọn hả? Mày đừng ép tao nghe hải. Tao ở đường cùng rồi, tao chẳng sợ thằng nào hết. Đưa chìa khóa xe hơi đây. Nhanh lên. Đưa chìa khóa xe hơi đây.
Lui đây, nhanh lên. Chơi tàu hạ hải. Ông đi đâu rồi trời? Sao hôm nay về sớm vậy? Tủ lạnh gì đâu không có gì ăn hết trơn. Xòi không à. Đang đói bụng mà ăn sốt ruột lắm. Có cách rồi. Ê, đi làm móng không? Bữa nào đi. Trời, tôi mới làm hôm qua. Xì gà, xuống cơ mày. Ừ, đỡ đi, xuống liền. Ê, bà làm gì vậy? Không có gì. Có đồ ăn rồi nè, ăn đi. Mi. Mi mua ở đâu mà nhanh quá vậy? Trời, tôi chơm, chứ nghĩ sao tôi mua vậy? Chơm á hả? Mi chơm ở đâu, của ai vậy? Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi. Ta cơ, ta, ta. Ủa trời, mới nghe tiếng ổng đâu, mất tiêu trời. Ổng mua cơm cho mình mà giờ này chưa thấy nữa. Ông này xạo xạo thiệt á chứ. Trời ơi. Không có gì sướng bằng xả nước cứu thân. Xả gì? Ông không mua cơm tôi ăn đâu rồi? Mày giỡn kỳ lắm nghe. Cơm tao mua hai hộp là cho hai thằng ăn. Mày giấu mày ăn riêng vậy mày còn hỏi gì cơm đâu nữa hả? Ai giấu? Lo ổng đi. Tao mới để đây mà. Ai biết? Hỏi tôi hỏi ai? Kỳ vậy ta. Rồi, mấy con mắm này lấy chưa mày hay trơn? À, ông lên ông coi thử coi. Để tao. Ông này riết bị khùng rồi. Bỏ cơm cũng nhớ luôn. Hỏi nhiều quá à. Miễn sao có ăn là được rồi. Ăn đi. Nè. Muốn nè. Ngon không? Nên nhớ á, ở đây người mạnh thì sống, yếu thì chết. Không có ai giúp cho ai hết. Cho nên bà phải tự gai gốc lên mới sống được, hiểu không? Nhưng mà cùng hoàn cảnh với nhau á, vì sao mọi người không đùm bọc lẫn nhau mà hại nhau hả Mi? Trời ơi, đã làm trong đây rồi á thì làm gì còn trái tim nữa mà đùm với bọc hả? Thả tao ra! Thả tao ra! Vô! Thả ra! Mày ơi! Đánh xuống ra! Đánh cho tao! Mày vô nhà tao còn hung hăng nữa hả? Biết tội mày chưa? Anh em với nhau không à? Có cần phải mạnh tay như vậy không? Anh em vì cái thứ đầu trâu mặt cửa như nó, đánh nó cho tao! Mày... Thôi! Mày ngon lắm tính cùi. Tất cả mua gài bẫy tao là do mày phải không? Mày im đi! Mày đã gây ra quả, còn ăn nói hầu đồ sắc láo hả? Đừng hòng qua mặt tao. Mày cấu kết với thằng nhà báo đánh tao, hòng cướp hết tiền bạc của tao chứ gì? Anh đừng có ăn nói gai gượng như vậy.
Tất cả tài khoản của anh đều do tôi quản lý. Anh hai không dính dáng gì hết. Nhưng mày là lính của nó. Tụi bay thông đồng, ăn chia với nhau, ai mà biết được. Cho dù tôi có làm vậy đi nữa thì cư xử tôi là ông lão, chứ anh không có quyền gì hết. Thôi, tụi bay đừng có bắt mưu đánh lạc hướng của nó. Mày đã vi phạm hai nguyên tắc quan trọng của tổ chức, đó là giết nhà báo và bắn cảnh sát. Tội này không thể tha thứ cho mày được. Không tha thứ được. Mày làm gì tao? Giết tao hả? Đúng vậy. Đó cũng là điều mà ông lão muốn. Sao? Chạy chạy bắt dịch đó hả? Lão già kia, ông chả là cái thá gì hết. Ông chỉ là một con chốt do thành tính cùi tạo ra để lừa gạt chúng tôi thôi, đúng không? Phải lẽ đã không Thứ Diễm, tới giờ mấy người chưa sáng mắt ra sao? Ông lão không có thiệt, hoàn toàn không có thiệt. Im đi. Tất cả chỉ là một màn kịch do tính cười tạo ra để lừa gạt anh em chúng ta trong thời gian qua mà thôi. Tôi nói anh im đi, đừng có nghe người ở đây nữa. Tụi bay sáng mắt ra đi, đừng có để tên cùi bắp này lè đầu cửa cổ mình nữa. Hãy theo phe tao, lật đổ nó. Bịt miệng nó lại. Dũng Mụn nói cũng có lý. Im đi. Nếu như ông lão có thiệt, tôi cần thấy ông xuất hiện ở đây để xử lý vụ này. Có như vậy tôi mới yên tâm phục vụ cho tổ chức tiếp được. À, mày cũng bị dao động rồi hả Đặc Khùng? Im đi. Nếu ông lão không có thật thì mày bỏ tổ chức sao? Mày trả lời tao nghe. Hả? Sao? Mày trả lời tao coi. Nếu mày không còn tin có ông lão nữa thì mày sẽ bỏ tổ chức, đúng không? Hả? Hải, Diễm, tụi bay nghĩ sao? Lập trường của tôi thì trước sau như một. Tôi tin là có ông lão. À, tôi thì không cần phải hỏi. Ok, đây cũng là dịp để thử lòng tin của mấy người. Nếu ai không tin có ông lão thì giơ tay lên. Mày sao Đặc Khùng? Đó thằng hen, đúng là thằng hen. Vậy là chỉ có mình mày phủ nhận vai trò lãnh đạo của ông lão, đúng không Dũng Mụn? Không chỉ có tao, còn thằng Sửu Sổ nữa. Mày đi hỏi nó đi rồi biết. Được, tao sẽ hỏi nó sau. Nhưng tao nói cho mày biết, mày không còn có cơ hội để biết câu trả lời đó nữa. Trong đây còn một viên đạn cuối cùng. Ai? Ai tình nguyện kết liễu đó? Ai? Tao phản đối. Mày không có quyền giết tao. Mày không có quyền. Bịt miệng nó lại. Mày không có quyền. Sao? Mấy người vừa bày tỏ lòng trung thành với ông lão mà không ai dám xử nó. Hả? Không ai dám hả? Ông có lệnh của ông lão chưa mà ông lại dám xử thằng Dũng vậy? Đương nhiên. Thiệt không? Đây là trường hợp khẩn cấp nên ông lão chỉ ra khẩu lệnh cho tao. Vậy thì gọi lại cho ông lão đi. Tôi muốn nghe trực tiếp từ lệnh của ông. Đạt nè, mày thừa biết mọi hình thức liên lạc của tao với ông lão đều được giữ bí mật tuyệt đối.
tao là người đại diện trực tiếp của ông lão để điều hành tổ chức này. Nên mệnh lệnh của tao trong lúc này cũng là lệnh của ông lão. Mày vừa xác tín là có ông lão, nghĩa là chấp nhận phục tùng mệnh lệnh của tao, giờ lại rục rích tôi thẳng kẹo là sao hả? Không, tôi không có ý đó. Vậy thì mày thể hiện lòng trung thành với ông đi. Nhanh lên, nhanh. Tôi và thằng Dũng không có oán thù với nhau. Nếu mà tôi xử như vậy, ở trong giới còn coi tôi ra cái gì chứ? Còn mày, sao hả? Đạt Khùng nói cũng có lý. Giết hắn thì dễ, nhưng chỉ sợ giang hồ đồn thổi bậy bạ, còn mặt mũi gì đàn anh nữa. Mày, toàn là một lũ chết nhát, vậy mà cũng xưng là giang hồ thứ thiệt. Các người nên nhớ, chỉ riêng việc vi phạm luật quan trọng của tổ chức, nó đã đáng bị xử tử làm gương rồi. Huống hồ gì anh Tư đã cảnh báo chúng ta, phải xử nó nhanh gọn để bịt đầu mối. Anh nói nhiều làm gì? Nó không chết thì mình chết. Quy! Bộ mày ăn mặc cấu hả? Dân giao bố như tụi bay mà để một thằng chỉ biết ôm máy vi tính qua mặt, không thấy nhục sao? Đem xác nó đi. Dạ. Bằng bộ giá phải bắt cho bằng được tên Dũng Mụn này. Tội ác của hắn không thể tha thứ, càng để lâu thì dư luận càng bức xúc. Hiện chúng tôi cũng đã điều động tất cả anh em tỏa ra mọi hướng để lùng bắt hắn. Vậy có trễ quá hay không? Nếu lúc trước anh nghe lời tôi mà bắt Dũng Mụn thì ngày hôm nay không xảy ra hậu quả đáng tiếc như vậy. Đồng chí Vũ, đồng chí Hà nói như vậy có đúng không? Dạ thưa thủ trưởng, vào thời điểm đó chúng ta đang theo dõi mạng lưới cá độ này, nên chưa đủ cơ sở để kết tội hắn. Đến khi bùng ra thì hắn đã cao chạy xa bay. Mặt khác, nếu bắt hắn ngay thì chúng ta không thể điều tra thêm về các mối quan hệ giữa hắn và các tổ chức của Tính Cùi. Tôi dự tính dùng hắn để làm mồi nhử, để phát hiện thêm các đồng bọn còn lại đang phụ trách các mảng khác trong tổ chức. Như vậy thì hiện nay chúng ta đã điều tra tới đâu? Thủ trưởng cũng biết Đạt Hùng, tên đàn em dưới trướng của Tính Cùi, đang điều hành một số hoạt động về cờ bạc. Hắn rất tinh khôn, đã né tránh các đợt kiểm tra của chúng ta, nên không thể nào bắt tại trận hắn được. Còn việc điều tra các cấp cơ sở, ai bao che hay dung túng gì thì đều do đồng chí Hà phụ trách. Cuối tuần này tôi báo cáo kết quả cho thủ trưởng. Tốt, để cho việc điều tra khỏi chồng lấn với nhau, kể từ bây giờ tôi sẽ giao cho đồng chí Hà phụ trách điều tra tên Đạt Hùng. Còn riêng đồng chí Vũ, tôi giao nhiệm vụ cho đồng chí làm sao phải bắt cho bằng được tên Dũng Mụn, càng sớm càng tốt. Rõ. À quên nữa, tôi nghe thông tin có nhân vật được gọi là ông lão,
đứng sau giật dây mọi hoạt động của chúng. Thật ra là tin đồn hay hắn tồn tại thật sự vậy? Đến giờ phút này, tất cả các thông tin mà chúng ta thu thập được đều khẳng định ông lão hoàn toàn là một nhân vật hư cấu. Có thể do chúng cố tình bày ra để khuếch trương thân thế trong giới giang hồ, để lấn át các băng nhóm khác. Các đồng chí, bọn tội phạm này, bất kể chúng là ai, chúng ta cũng phải triệt phá cho bằng được, để đảm bảo trật tự an toàn cho xã hội. Thôi, em về nhà trọ nghỉ đi. Anh lấy tiền xong là đón xe lên liền mà. Có thể là tối nên tới. Anh nè, anh đừng để cho tía với má em biết là anh về nha. Anh biết rồi. Anh về đi, cũng không có gì gấp đâu. Thôi, đi nghe. Gì anh? Con đi không anh ơi? Lên xe lên đây. Tối nè. Em ở lại, giữ cho sức khỏe nha. Anh đi cẩn thận đó. Đi lên lên đây, xe chạy lên đây. Trời ơi. Ôi, xe chạy luôn thầy ơi. Look at it.